Hi, chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha. Ok, sao rồi? Update mới của anh em sao rồi? Căng đúng không? Căng. Nhiều bạn vô nói trang bị mới khó chơi quá anh ơi. Không sao đâu bạn. 2-3 trận là bạn làm quen được liền à. Ăn hành rồi cũng quen thôi. Ăn hành rồi cũng quen thôi. Bạn nào chưa hiểu hết về trang bị thì bạn có thể xem lại video mình gọi là tổng hợp trang bị rồi đó. Anh em nào có thể xem lại đi để anh em gọi là nắm rõ. Nắm rõ mình nó thiệt, bây giờ mình dù mình có làm phân tích trang bị rồi mình cũng phải chơi cái đã. Mình vô mình chơi thử tầm vài trận coi nó như thế nào thì mình mới biết được. Chứ còn bây giờ nói vô kiểu giống như là vô là biết hết con mẹ nó luôn thì không có. Phải trải nghiệm, phải thử cái đã. Phải thử cái đã rồi nó mới biết gọi là có được gì, ra gì hay không. Nhưng mà nói chung á, meta mới thì có vẻ như bộ phép đang rất mạnh. Bộ phép đang rất mạnh. Có thể là phép thì anh em có biết có rất nhiều đường đi. Phép thì bây giờ có thể gọi là phát 9 phép giai đoạn đầu ngon. Nhưng mà mình nói thiệt luôn, không cần thiết. Không cần thiết. Đi phép anh em giai đoạn đầu anh em lên theo kiểu 3 phép kiếm hàng ngon đằng trước cho nó tăng cơ cho nó cứng. Cho nó tăng cơ cho nó cứng cái đã. Ôi chà, đây rồi Thunder để vô cái đã. Kiếm cái hàng tăng cho phép nó cứng, đằng sau nó có đam được. Mà đam bây giờ rất ngon. Nội cái hàng đam không nó đã là gọi là nó đầy đủ hết. Tại vì nó có rất nhiều trang bị để phục vụ cho thằng phép luôn. Nó có thể quá nhiều trang bị để phục vụ cho thằng phép luôn. Cho nên là bây giờ cái hàng sau thôi nó làm được hết. Không cần anh em phải đến tới việc 9 phép nó khỏe, không có. Chỉ cần nửa đường đó thôi là anh em thấy là hơi lấn cứng rồi. Nửa đường đó thôi là anh em thấy hơi ghê ghê rồi. Sau đó rồi còn thêm một cái nữa là cái con bài mà Windranger đó. Cái con đó ngon à. Cái con đó ngon à nha. Mình đánh giá cái con Windranger đó hồi trước nó tầm 4 điểm thôi. Cái sát thương rồi thì có sát thương đó. Nhưng mà bây giờ trước khi mà nó gồng, nó kéo cung á, thì nó sẽ quăng một cái. Nó quăng một cái làm trói. Cái trối đó là sao? Nó sẽ đụng vô con đầu tiên. Sau nếu mà sau lưng con đầu tiên á, nó có những cái con đằng sau nữa, nó sẽ đụng vô mấy con đằng sau luôn. Là nó trói hết mấy con đằng sau luôn. Nó chia nhánh ra nữa. Đó cho nên là nếu mà nhưng mà đối phương mà theo kiểu là dạng nè, để một cái đội hình mà nó chậm lại chút xíu đó, xếp cái con Windranger mà nó ngon chút xíu, nó gây đam rất là kinh khủng luôn. Cho nên là mình gọi là mình nói nhẹ nhẹ cho anh em biết vậy để anh em gọi là tập trung vô con Windranger. Mình thấy con Windranger bây giờ là một con rất đáng chơi, rất là đáng chơi. Nếu anh em có thể thử thì anh em có thể thử con Windranger 2 sao kết hợp với bài phép là con cũng quá ngon, hoặc là Windranger giai đoạn đầu cũng có lợi thế. Tại sao? Cái game này là quan trọng là gì? Hiệu ứng khống chế. Thằng nào cầm hiệu ứng khống chế ngon thì thằng đó ngon. Thì cho nên là cái game này bây giờ cái con Windranger đang là một trong những con có hiệu ứng khống chế, có đam, mà đam là đam trên đường thẳng, là đam lan nha bạn. Đam lan nha, cho nên là nó sẽ rất là ngon. Rồi thêm vào đó cái trang bị dành cho phép quá ghê luôn. Còn nếu mà anh em mà thấy bài phép mà kiểu nó đi phép rồi mà anh em không đi phép á, mà anh em cảm giác như là nó sẽ khỏe đó, thì đương nhiên là cái ngọc mà gọi là cái gì đó, cái ngọc gì giờ này, cái tên mới bây giờ không có nhớ thiệt luôn á. Mình cái tên mới của con cái trang bị đó bây giờ không có nhớ được. Không biết nói anh em sao. Cái cục ngọc mà từ hai cái áo choàng ghép lại đó là tên kia bằng cái cục gì ta? Dược thẩm, dược thẩm đúng rồi. Quả cầu dược thẩm, cái cục đó là phải lên từ đầu cho mình. Phải lên từ đầu luôn. Giai đoạn sau nếu mà lên được cái dược thẩm xịn á thì ok là ngon. Không, cái đó là quan trọng nha anh em, mình nói thật luôn, cái đó rất quan trọng. Nếu như mà thấy có một thằng đi bài phép mà anh em có đồ đó thì nên lấy luôn. Nên lấy luôn. Tại vì sao? Cái kháng phép rất là quan trọng. Rồi nó còn thêm một cái nữa, nếu mà bạn lên đi giai đoạn cuối nó còn giảm thì giảm cái sát thương nữa. Đó, cái đó là phải lên. Xong tiếp theo là cái nhiều bạn nói là cái BKB là cái theo kiểu là cái vận mệnh vĩnh hằng đó, thì hai cái đó là chắc chắn rồi, phải lên cho carry rồi. Đó, cho nên nếu như bây giờ mà gặp một bài đi phép mà anh em cẩn thận thì anh em lên cho mình cái vận mệnh trước, là một cái giáp với là một áo choàng trước. Đó, đúng không? Hình như cái vận mệnh không có thay đổi công thức, vẫn là một cái giáp với một cái áo choàng thì phải. Sau đó mình lên cho thêm 2 cái áo choàng nữa. Nhưng mà như vậy thì sao? Nó đòi hỏi rất nhiều áo choàng. đòi hỏi rất nhiều áo choàng cho nên là rất là căng thẳng. Không biết là như thế nào nhưng mà mình thấy cái vật thẩm nó sẽ kháng lại một cái thằng phép vừa ổn định, vừa một cái thằng phép bây giờ nó cơ bản thôi. Mình nói thiệt, già không cần già hai, già một thôi nó trưởng bạn thì cũng té đáy rồi. Mình chỉ cần một cái con già một thôi, nó trưởng bạn là bạn cũng thấy là thấy thấu ông trời rồi. Cho nên là bây giờ nếu cẩn thận, nên cẩn thận gọi là siết luôn á, thì lên cho mình hai món đó luôn, lên cho mình hai món luôn là tốt. Đưa cho carry thì cầm vận mệnh, còn nếu mà cần thiết thì đưa cho con carry vô chính giữa, xong rồi để cái cục vật thẩm vô cho con carry luôn, búp xung quanh thêm sát thương gọi là kháng phép sẽ rất là ngon. Còn bây giờ mà nếu mà anh em hỏi mình làm cách nào để khắc chế bài phép thì bây giờ chỉ có cách đó thôi, lên tất cả những trang bị kháng phép, sau đó là đi một cái team mà làm sao đừng chụm lại, đừng chụm lại giùm mình. Tại bạn biết sao, bây giờ già mấy cái con mà kêu nó theo kiểu cái dạng kỹ năng mà đặt giống như là tôm saman là già đồ này kia, là nó sẽ chọn những chỗ nào đông dân nhất để nó trưởng vô đó. Hồi trước già rất là ngu nha bạn, hồi trước già ngu là sao, là thiết mấy con assassin nó nhảy qua đây cái là già trưởng mấy con assassin thôi. Trưởng mấy, lỡ nó target vô rồi thì nó trưởng vô đây là nó đi xéo một cái đường về, hướng về đây thì bên kia không có đam. Nhưng bây giờ không, bây giờ già gồng là già tập trung vô chỗ nào mà đông dân nhất là già trưởng, đông dân nhất nha. Cho nên là không còn cái tình trạng mà già trưởng hụt đâu bạn, bây giờ già trưởng chỉ trúng thôi, chắc chắn là trưởng vô cái chỗ đông nhất. Nó khổ vậy đó bạn, trưởng vô cái chỗ đông nhất nha. Đó, cho nên là giờ cẩn thận, là nếu mà được thì có thể cầm carry đưa qua chỗ khác, hoặc là nếu mà carry có đồ á thì ok dồn vô chỗ đó luôn cũng được. Tại vì chắc chắn là sao, là chia đội hình ra thì già nó vẫn có đam nhưng mà nó lại đam mấy thằng kia chết mẹ luôn, rất khó. Đó, cho nên là cẩn thận nhất là sao, bạn xếp thì bạn phải biết cái chỗ nào đông chỗ nào không đông. Bạn xếp đội hình mà, bạn xếp đội hình thì bạn nên chú ý những cái chỗ mà đông dân á, thì là sao, đông dân là sao, target vô những con mà nó không có hiệu, kiểu như là để vô để kích bộ là nhiều cái con nó không quá quan trọng. Còn co đam á thì phải đưa ra chỗ khác liền, đưa ra chỗ khác nha, đưa ra chỗ khác, nhưng mà không phải đưa ra chỗ khác là không có đồ nha, không, đưa ra chỗ khác mà vẫn phải cầm đồ, vẫn phải cầm đồ cho mình. Rất căng thẳng, cho nên là bây giờ phép là đang ngon, bây giờ là mình đi bài phép luôn. Già một thôi, mình nói thiệt, già một cầm một cái đũa thần dạy học, với lại một cái mấy cái trang bị đầu nữa là cái gì quên rồi, gậy sét thì bây giờ mình không thèm lên luôn. Mình thấy thiệt, gậy sét không thèm lên luôn. Mình lên cái đầu tiên là mình lên cái trượng hiến tế trước, từ 2 cây gậy, bây giờ tốn rất nhiều gậy nha, 2 cây gậy là lên cái trượng hiến tế. Tiếp theo là một cái trượng tà ác, cái gậy hét đó là 1 gậy với lại một cục gọi là tinh thể, một cục tinh thể. Còn cục ma năng là sao, 1 cục ma năng 1 cục tinh thể thì ghép được cái đổ thần. Cho nên cái gậy sét bây giờ á, nó đòi hỏi rất là khó để lên cái lót cho gậy sét á, gần như là mình không thèm luôn. Cái lót cho gậy sét là gần như là mình bỏ qua luôn. Tại sao? Cái gậy sét bây giờ đâu kích mana ra đầu được nữa. Tại sao? Nó trưởng ra khi mà bạn ra chiêu là lúc bạn đầy mana rồi thì cái gậy sét nó mới có hiệu quả. Cho nên bây giờ thường á, là mình sẽ lên, trước tiên là mình lên một cây đũa thần. Tại vì cây đũa thần á, đũa thần dạy học á, nó sẽ có một cái quan trọng là sao, là một cái cục, nó từ cục tinh thể cục mana đúng không, 2 cục đó là sao, mở đầu có 40 mana, giai đoạn 100% hồi mana khi gây sát thương đúng không, thì cái đó nó sẽ giúp cho con tướng của mình hồi mana là đủ rồi, là đủ ngon rồi. Rồi thêm vào đó mình sẽ lấy thêm, sau đó thì mình sẽ lấy một cây huyết trượng, một cái trượng hiến tế, một cái trượng hiến tế từ 2 cây gậy. 2 cây gậy thì sẽ rất là ngon luôn, tại vì nó tăng sát thương, nó tăng sát thương, nhưng mà bây giờ nó không có hút máu nữa thì ok, bỏ qua. Không hút máu kệ cha, không thèm một tâm, tại vì thằng nào cũng không có hút máu hết á. Thằng làm gì có thằng nào có hút máu đâu, cho nên là về cuối là tính, về cuối tính sau, còn gì bây giờ thì cứ lấy vậy đó. Đá ma pháp nè. Đá ma pháp là bây giờ vô lấy 1 cục tinh thể là ghép cho mình được cái đũa thần. Chắc chắn là lên cái đũa thần trước cho mình nha. Cái đũa thần rất quan trọng, cái đũa thần rất là quan trọng luôn, đặc biệt là đi với mấy cái team mà có kỹ năng nữa thì cái đũa thần sẽ rất là ngon. Đó, thấy chưa? Đó, bây giờ cây đũa thần là vô là có đồ rồi đó, là vô game là đầu game là chắc chắn là sẽ có 100% mana. Quên 40 mana với lại 100% hồi mana khi gây sát thương. Đó. Vậy là được rồi. Úp 7 luôn để rồng vô, có human. Bây giờ là đụng với thằng đầu bảng, mình chửi nó chửi ai ăn đây? Thằng nào ăn? Thằng nào ăn mới quan trọng. Bài mình thì nếu mà con Thunder Spirit 2 sao thì mình nghĩ mình ăn rồi. Nhưng mà cái Thunder 1 thì cũng hơi ấy. Lemon Wizard 2 không ăn tiền. Bây giờ già 1 thôi nha bạn. Mình nói thật luôn, bây giờ già 1 nó chưởng bạn thì cũng đỏ con mắt luôn. Đỏ con mắt luôn, cho nên là cẩn thận. Bài phép bây giờ đang rất là khỏe. Thằng Lị Hunter, thằng Lị Hunter, bài Hunter cũng không meta lắm. Nhưng mà nhưng mà nó lại giết được con Thunder của mình sớm. Xui dữ ta. Nó không giết được con Thunder của mình sớm, gây đam được thì mình cũng giết được một hai con. Cái ly kỳ này 2 sao, ngon. Thôi, đó, bây giờ lên 2 món trang bị đó trước. Còn cái cục đó để lại làm gì? Cái cục đó để lại làm... cái cục tinh thể đó hả? Cái cục tinh thể đó bây giờ lên cái gì ta? Nếu mà cái cục tinh thể đó bây giờ thì... cục tinh thể đó... Cái cục tinh thể đó nếu mà cho một cái gậy nữa có thể lên gậy sét cũng được. Còn không á, thì cái cục tinh thể đó mình sẽ... cục tinh thể đó lên cái trống cũng được. Nếu mà lên cái trống được cũng tốt, còn không thì lên gậy sét vậy. Gậy sét bây giờ là vẫn là ma năng với lại trượng hết ta. Vẫn là ma năng với lại trượng, vậy có thể là chúng ta sẽ lên thêm một cái trống thôi, chứ còn cái gậy sét thì vẫn là ma năng với lại cái trượng thì bình thường. Bây giờ ma năng không có, trượng cũng không có luôn thì sao? Shining Dragon. Bây giờ là có 4 rồng rồi đó. Chui hết là mình có 4 rồng rồi nè. Bây giờ thêm một rồng 1 tiền là mình có 5 rồng. Bài này đi 5 rồng là hợp lý luôn. Bài đi 5 rồng là hợp lý luôn. Bây giờ đã phép 5 rồng thì bây giờ bạn biết sao? Cái đặc biệt là bạn sẽ có nhớ một cái là cho mình là sao? Nếu mà 5 rồng á thì cái vĩnh hằng với cái vận mệnh á bỏ đi. Cái vĩnh hằng với vận mệnh bỏ đi tại sao? Cái vận mệnh với cái vĩnh hằng nó không kích hoạt được liền. Nó phải chờ thời gian, hình như là 2 giây, 2 giây rưỡi gì đó không nhớ rõ. Nó phải chờ, như vậy thì có thể là ăn đam rồi. Như vậy là có thể ăn đam rồi. Nhưng mà cái đặc biệt là sao, cái vật thẩm á, thì nó sẽ kích hoạt kỹ năng liền luôn, là nó búp cho team bạn cái kháng phép liền luôn. Lúc đó thì vô game có thể là đỡ được liền luôn. Chứ còn mà cái vĩnh hằng á, nếu mà đối phương đi 5 rồng rồi á, thì đừng lên vĩnh hằng làm gì. Lên cho mình cái vật thẩm đi. Cái vật thẩm xịn á, 50% kháng phép thì cũng rơi vào đâu đó nó cũng gọi là tạm chấp nhận được. 50% kháng phép cho hai ô xung quanh nha. Hai ô xung quanh nếu mà gọi là đặt vô một cái tình thế là cần thiết á, thì mình có thể để vô carry vô giữa luôn cũng được. Tùy, chấp nhận là ăn già trưởng, chấp nhận là ăn già trưởng luôn. Nhưng mà con carry mình sẽ sống. Nhưng mà được có một cái là team mình nó sẽ nhận được kháng phép. Team mình nhận được kháng phép thì mình lên được cái xịn thì có giảm 15% sát thương á. Thì mình nghĩ là chắc cũng sống được. Nhưng mà không biết là có đủ carry để giết thằng phép hay không thôi. Chứ thằng phép bây giờ mình nói thiệt, 9 phép là một cái gì đó nó kinh khủng. Kinh khủng. Đồ nó búp cho quá nhiều đi. Mà đồ kháng phép nó lại thêm một cái là sao? Hồi trước cái già nó còn ăn hiệu ứng. Bây giờ cái già mà nó lên theo kiểu là cái dây chuyền á, mảnh vỡ nguyên thủy rồi á, nó nâng cấp lên một cái nữa là thôi luôn. Miễn nhiễm hiệu ứng xấu với lại con già, con cầm thì thôi luôn, làm gì chơi giờ được bạn. Miễn nhiễm hiệu ứng thì thua rồi. Con già đó giống như bất tử mà đứng đó chưởng. Khó lắm. Bởi vậy mình nói bây giờ là meta này meta phép à. Gặp thằng đầu bảng lần nữa, thua thêm lần nữa luôn. Tưởng ăn được nhưng mà không, thua thêm lần nữa luôn nha. Meta này meta phép nha anh em. Mà biết là giờ người ta bam phép rất là nhiều. Khả năng cao là anh em vô trận là anh em sẽ thấy cỡ 2 hoặc là 3 thằng bam phép là bình thường. Chắc chắn rồi, tại vì bài phép đang rất là ok luôn. Nhưng mà nó có một cái là sao, sợ là giành nhau á, thì nó không ra được thôi. Chứ còn người ta bam phép là bình thường. Tại vì chắc chắn rồi, bài nó mạnh như thế này thì không thể nào người ta không bam được. Có vẻ như là khả năng cao là chúng ta sẽ thấy là kiểu như là bây giờ vô game là phải 4-5 thằng đi phép là bình thường đó nha. 4-5 thằng đó thì giành giật nhau con già. Mà mình nói rồi, già 1 thôi là cũng đủ tiền. Mình nói thẳng luôn, già 1 là đủ tiền, không có cần già 2 luôn á. Già 1 nếu có đồ mà bạn lên theo kiểu là đúng kịch bản á, thì thôi nói thiệt luôn, già 1 cũng là đã xong rồi bạn. Quá khó, quá khó. Đặc biệt là nếu mà cái thằng nào mà cầm lên được cái dẫn bảo á, cái gọi là cái gì bảo gì, đặt cái bảo xuống đó, dấu hiệu bảo, cái dấu hiệu bảo đó, để cái dòng đó một cái câm lặng, toàn những cái con đứng hiệu ứng là bị câm lặng hết luôn nha. Nghĩ sao chụm lại đi, nó câm lặng một cái, nó trưởng cho thì chỉ có nước mà bốc hơi thôi bạn, sướng dữ lắm luôn nha. Nhiều anh em vô kêu mê tai khơi mới khó chơi quá anh ơi. Khó chơi giờ sao? Giờ sao? Thì giờ chỉ có chơi 4-5 trận là anh em tự quen thôi à. Không tới 4-5 trận đâu, chừng khoảng 3 trận là anh em bắt đầu làm quen được hết rồi. Nó bình thường thôi à, nó không có tới mức mà khó dữ lắm đâu, đừng có gọi là sao, gặp khó thì nản không hay đâu. Anh em cứ chơi đi, bảo đảm với anh em chừng 2-3 trận là anh em quen. Ăn hành rồi cũng quen thôi. Ăn hành rồi cũng quen thôi bạn. Chơi game chỗ này tiêu cực quá luôn, thằng đầu bảng 68 tiền, what the fuck, chuỗi 10 à. Đúng là cái thằng giàu quá khác nha. Ok, thằng này đi goblin hay gì đó, có vẻ như vậy. Nhưng mà cũng không phải vậy lắm, đi goblin là sao mà nó lại có đỏ điếc rồi nữa ta. Chết rồi, thua rồi. Ok, tại sao giết được tụi này, con Heaven Bomber nó bắn chết queo giờ. Trời ơi, cây 2 nó đẻ nữa, khó quá. Ồ bây giờ, thằng này đi siêu đẻ, dám chắc luôn, thằng này đi siêu đẻ rồi. Thằng này đi siêu đẻ bây giờ có cái trứng mẹ đó bạn, trời ngon, ngon, ngon. Cái trứng mẹ đỉnh cao. Nào, phải nói là trứng mẹ đỉnh cao, nếu mà mình đi Inceptor nữa thì thôi luôn. Chắc là mình cũng phải làm một trận Inceptor test thử cái trứng mẹ đó coi nó bá đạo cỡ nào. Thì đương nhiên là phải vậy rồi, mình sẽ đưa Inceptor, nhưng mà cái cây đó thì nó sẽ phù hợp với lại con cây 2 tiền. Con cây 2 tiền là sẽ rất là ok luôn. Rất là ok luôn. Bài này cũng được, nhưng mà 5 rồng rồi đó, bài này mình có 5 rồng rồi đó, nhưng mà giờ chưa có chỗ để vô. Như lại để vô cũng không biết làm gì, chưa có già, phải có già thì mới ngon. Hiệp 17 là 17 chưa có già cũng hơi đen đấy nha, mình cũng cần thêm một con già, già 1 thôi, không cần già 2 đâu. Già 1 thôi là cũng gọi là ok rồi, già 2 để từ từ cũng được, không sao. Hay quá, win. Sao thua được? 7 tiền, thằng nào rớt tiền đi. What the fuck, rớt 7 tiền. Bây giờ nghe nói là nhà phát hành sẽ tinh chỉnh lại cái việc mà rớt tiền với lại rớt đồ ở cuối ở mấy thằng mà chết di chúc các bạn, di chúc tiền với lại đồ lại, nó sẽ gọi là được một cái pha cân bằng. Cái pha cân bằng này thì không biết như thế nào. Cái pha cân bằng này không biết như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng không ăn thua đâu. Tại vì cái không thể nào chia đều được. Thí dụ như bây giờ đi, nếu mà muốn chia đều á là sao? Là bây giờ rớt một mảnh đi, thằng đó chết nó rớt cái gì đó, thí dụ rớt gậy gỗ đi, thì tất cả những còn thằng còn sống á nhận được gậy gỗ thì cái đó mới cân bằng. Chứ còn mà chỉ cần mà cho lệch một món trang bị thôi, lệch một món thôi, thằng này được một món, thằng kia được 2 món thôi, là nó đã khác xa dữ lắm rồi bạn. Làm sao mà gọi là cân bằng được, đúng không? Làm gì có cái chuyện cân bằng kiểu vô lý vậy, thằng này được một món, thằng kia được 2 món, chưa tính kể là có thằng rớt được cái gì đồ cuối. Rớt được cái phôi lên đồ cuối, thì lúc đó thì cân bằng kiểu gì nữa, trên lệch nhau một món đồ cuối là thấy đi mẹ rồi. Hai thằng thí dụ như đang ngang nhau luôn, gọi là cơ nhau, gọi là xem nhau đi, vô hai thằng một được chỉ trên nhau một món đồ cuối thôi là giải quyết trận đấu liền. Giải quyết trận đấu liền luôn chứ còn gì nữa, đúng không? Chứ nó là không thể cân bằng được cái việc mà nhiều nhà phát hành bây giờ nói là sẽ lấy tiền á, chia lại để bù đắp cho những cái thằng mà chưa có trang bị, thì không ăn tiền. Một món đồ cuối nó vẫn là một cái gì đó nó hiện thực, nó chất lượng. Thằng cố này bài gì đây, goblin nữa. Ok, ok, bài mình sao nghe hơi yếu ta. Không, nhưng con rồng còn sống là tốt, con rồng còn sống là tốt, con rồng còn sống là tốt. Ok, được liền. Lên luôn, trời ơi, Windranger. Mẹ Windranger này mà lên được 2 sao để vô thì ngon lắm nha. Ngon, cực kỳ ngon luôn chứ không phải giỡn. Ai chà, khó nhỉ. Ai chà, cũng khó nữa, nhưng mà có già. Thôi kệ, đưa già vô, đưa cái này vô lấy xấu của mình. Già 1 nè bạn, các bạn coi già 1 để coi hiệp 20 nó rớt cái gì. Nếu mà rớt cho mình một cái trượng nữa thì lại rất là tuyệt vời luôn. Là kiếm thêm cái trượng nữa, gọi là tăng thêm sát thương thì ngon. Ngon. Đâu hiệp 20 rớt đồ gì đâu, rớt tao coi thử coi. Rớt cho tao một cái trượng đi. Lỡ đi bài phép rồi lên mắc trượng cho mình. Nhẫn sinh lực thôi ăn lòn rồi. Wow, Thunder bây giờ mới ra. Ơi trời ơi, coi đồ như vậy thì giờ chơi cái kiểu mẹ gì đây. Khó thật sự luôn. Không lẽ bây giờ lấy gậy sét. Mà lấy gậy sét cũng được thôi, có sao đâu. Nếu mà lấy gậy sét thì cũng mình chưa có test thử cái gậy sét, nhưng mà mình thì cảm giác như bây giờ nếu mình lên gậy sét thì mình có thể lên rất nhiều trang bị và nó ngon hơn rất là nhiều. Wow, vậy đi 3 rồng 6 phép. Nhưng mà thiếu human thì có thể tích đợi được 11 thôi là mình đủ rồi. 11 thôi là mình có thể gọi là đủ rồi. Không có cần phải tới 12 cũng được. Nếu mà 12 thì cũng ngon hơn. Wow, đúng chưa? Bạn thấy già trưởng chưa? Xoẹt cái nữa. Đừng mà, hơi ban nào quá. Ôi này luôn chứ sao giờ bạn, lên rồng 2 luôn. Bây giờ lên rồng 2, bây giờ vấn đề là cái gì? Lên rồng 2 đồ ở đâu đưa cho nó đánh. Đồ ở đâu đưa cho nó đánh đây mới là vấn đề đấy chứ. Thiếu cục ma năng, nếu mà có cục ma năng mình lên gãy xét luôn là tốt rồi, nhưng mà không có. Còn cục tinh thể mà. Wow. Bây giờ vô mình thấy tốt nhất là sao? Vô setup làm sao đó, kiếm một cái bài nào đó mạnh mạnh, cố gắng vô lọt vô top 4 là được rồi. Cứ cố gắng lọt vô top 4 là ok. Còn bài phép bây giờ nó là một cái gì đó nó quá ương ngạnh đi. Mình nghĩ là chắc là bị nép sớm thôi. Mình nghĩ là chắc là bị nép sớm thôi. Bây giờ ai cũng kêu, ai cũng than là bài nép, bài phép quá mạnh đi, nhưng mà không mạnh sao được. Mình nói thiệt luôn, nó chỉ cần lên được mà cây bảo thôi là để một cái dòng ngay chỗ đó câm lặng, xong rồi nó chưởng qua cái đó một cái thôi, cái dòng chưởng nó đè lên cái dòng bảo một cái thôi là bạn thấy bên kia là không còn một bóng luôn á. Anh Lâu Nhà mà, anh Lâu Nhà gọi là cô Lâu Công, anh chú Lâu Công, mà bây giờ nó còn thêm một cái gọi là nước rửa nữa, nước lau sàn nữa, cho nên đổ một cái lau một cái thì còn cái gì vừa sạch vừa thơm, vừa sạch vừa thơm. Không để cho già, già vẫn ngon mọi người. Nếu mà già thì già vẫn ngon, già trưởng cũng được. Già 1 thôi, không cần già nhiều. 6 phép bài này là ok quá rồi. Nếu mà up lên được 9 thì để một con human vô nữa, chúng ta sẽ có level 10 nhanh hơn, cũng chẳng cần. Lên thượng đẳng chi cho nhiều. Ôi giời. Mẹ này già 2 tốt, già 1 thì chưa ngon lắm, nhưng mà chắc là giờ ổn, vẫn còn đép được. Già 1 trưởng nè bạn, thấy chưa? Bạn thấy đam chưa? Bạn thấy đam chưa? Cái đó là già 1 đó nha bạn, cái đó là già 1 đó nha. Mình còn chưa nói tới già 2 nó trưởng thế nào nha. Cái đó là già 1 đó nha, mà nó trưởng vậy á. Già 1 đó mình trưởng vậy thì có khác nào là thôi mình nát bát mẹ đâu. Ơi, nếu mà có gì thêm một con già 2 nữa tốt. Con già này hơi râu ra. Dư tao không thèm, dư nữa lại dư rồi. Bây giờ mình lấy thêm 2 con phép 5 tiền vô nữa chắc ăn. Chắc ăn. Bây giờ xoay hy vọng mà ra đồ luôn God of Thunder chẳng hạn. Trời ơi. God of Thunder ở đâu ra? Ra gọi là kêu là Light Spirit. Thằng đầu bảng nó có, ui, thằng đầu bảng nó 6 trận thắng hả? Hình như hồi nãy nó mới mất chuỗi, xong bây giờ nó lấy lại được 6 trận thắng rồi. Nó thắng từ cái thể loại mà nó mất chuỗi tới bây giờ luôn. Trời ơi, bạn coi kìa. Sạch chưa? Bạn thấy sạch chưa? Cái đó không phải là công nhân lau sàn chứ là cái gì. Wow. Được quá nhờ. Wow. Vậy mà thua, Phô Linh 2 còn chấm máu thua, che điến thiệt sự luôn. Lên 2 con này luôn, đúng rồi, Windranger phải lên, còn cái cái con linh hồn lửa thì phải lên, tại vì nó là một bộ phép mà. Nó là một bộ phép đưa vào thì team mình nó sẽ kích được hiệu ứng 9 phép nhanh thôi. Ok. Cái gì đây nhờ? Ôi, đồ rồng 4 tiền. Bây giờ con rồng 4 tiền nếu mình dồn đồ cho nó thì nó cũng khỏe đó. Nhưng mà có cái là bây giờ dồn đâu? Dồn ở đâu? Dồn cái gì? Cái gì để dồn? Không có. Khổ. Hiệp 25 rớt cho tao món đồ ngon ngon nha. Hy vọng là rớt tao món ngon. Đặc biệt là sao? Nếu mà lên được cây dẫn bảo là mình win. Không nói nhiều. Cây bảo là thôi xong. Bài này đi 5 rồng chắc rồi, bài này mình chắc chắn là mình đi 5 rồng rồi. Cái bảo đó mà đưa cho con Light Spirit thì thôi luôn, đúng kiểu là tẹt một cái ra bấm nút liền. Mặt dây chuyền à, trời đất ơi. Thôi kệ cũng được, có tượng là tốt, lấy cây dẫn bảo liền chứ sao giờ bạn. Không, cây gậy hát á, cũng ngon nhưng mà không phải là cây gậy tá cũng ngon nè chứ bộ, nhưng mà thôi lấy cái này dấu hiệu bảo sao, tại vì nó có hiệu ứng khống chế, nó câm lặng đối phương, nó giảm giáp của đối phương, giải quên giảm kháng phép của đối phương. Cây gọi là gậy tá cũng có tăng sát thương là nhiều, có hết một con đầu trận tăng sát thương nhiều, tăng ở trên 40 ở dưới 30 là 70 thì cũng ghê đó, nhưng mà tính ra là nó ăn tiền lắm. The hell. Đó bây giờ là già có cây gì bảo rồi nè, bạn coi nè, già vô nó chụp một cái câm lặng đối phương xong đó, bạn chỉ cần cái chưởng của con già nó lướt qua khỏi cái chỗ mà cái bảo đó thôi là bạn thấy bên kia ngã như rạ. Ngã như rạ luôn bạn, ngã như rạ luôn. Cái này là già 1 đó nha nè, bạn coi già 1 chưởng nha. Cái chưa tới già 2, già 2 nó còn ghê nữa, này là già 1 nè, già 1 chưởng nè, coi nè. Thằng nào nó chụm lại chút đi. Đặt cái vòng nè, đó, câm lặng đó chưa, câm lặng đó không? Chưởng nè, đâu chưa? Cái này là già 1 đó bạn, cái này là già 1, có nhắc lại lần nữa là già 1 nha. Đó, 8.700 đam, một chưởng duy nhất. Một chưởng duy nhất trong tối ngày hôm nay một chưởng duy nhất. Thấy không? Già 1 đó nha, mà nó tới đó đó thì bạn nghĩ đi. What the hell, rớt đồ cái gì đây? Cái gì đây? Trời. Trời ơi cái đồ. Chết tôi thiệt luôn á chứ. Đó, bây giờ già 2 một cái là hồi nãy đâu có sống được bạn, hồi nãy là chưởng là chấm máu nha. Bây giờ nếu mà già 2 là chưởng đâu có sống được. Sao sống? Sống kiểu gì? Bài này đi 5 rồng thôi bạn ơi, bài này đi 5 rồng là tốt lắm luôn rồi, mình bây giờ kiếm con rồng 5 tiền. Chỉ có con rồng 5 tiền thì chúng ta mới có combo rất là đỉnh là sao biết không? 5 rồng 9 phép. 5 rồng 9 phép. Chưởng nè. Đó, bạn nói không chết đi, cái này là già 1 đó nha bạn, cái này là già 1 đó, nhắc lại lần nữa, này là già 1 nha bạn. Già 1 đó nha, chưởng đó. Đó, ăn luôn cái chuỗi nè, ghê chưa? 12.000 đam già 1, một chưởng duy nhất. Bạn nói nó không mạnh đi. Chết người đó bạn, cái này là nó mạnh tới mức mà chết người luôn á, nó độc tới mức đó thì thôi. Không biết kiểu gì luôn á. Ôi nó chuẩn xoẹt một cái mà bên kia hên là biết sao, bên kia là nó có xuyên á. Chứ nó mà không có xuyên chưởng pha đó là có khi là bốc màu hết rồi. Quá ghê. Quá ghê, đúng là bài phép hèn chi sao nhiều người đi. Nhiều ông nói bài phép mạnh quá anh ơi, đúng rồi. Hôm nay vô test thử một lần, không về không mạnh sao được. Về kia không mạnh. Chưởng cái muốn khóc luôn. Nó chưởng cái muốn đẻ được luôn các bạn. Chưởng cái rớt trứng trong người, rớt bịch luôn. Ôi ơi khủng khiếp thiệt, chưởng xoẹt con cái gặp mà chụm vô vậy, già nó chưởng bây giờ đâu có hụt được bạn, mình nãy mình nói rồi. Chụm vô như vậy già chưởng không có hụt được, tại sao? Bây giờ già nó sẽ tìm tới những chỗ mà đông dân nhất để chưởng. Kẻ địch đông nhất là chưởng cho. Hụt cái kiểu gì được, trời nó coi khủng khiếp chưa. Này thì chết này. Lên đường. Trượng ma pháp. Trời đất ơi. Mày đưa đúng người rồi đó con. Đó bây giờ lên đúng rồi. Bây giờ là đúng rồi. Cái này là đúng người rồi nè. Đúng người đúng thời điểm. À, nãy giờ chưa có cây trưởng hiến tế. Bây giờ có rồng 5 tiền luôn rồi. Bán con rồng phun nước miếng đi. Mua con rồng này vô. Đúng rồi. Xong. Hết cỡ rồi. Hết cỡ rồi bạn. Bài này già 2 năm rồng nữa thì bên kia chịu cái thứ gì nổi bạn. À, chịu cái thứ gì nổi. Năm rồng thì tao chấp mày luôn. Mày không lên cái giật thẩm thì tao chấp mày cái vĩnh hằng luôn. Chưởng cái là đi. Cỡ này mình già 1 đó nha bạn. Cái này là nãy giờ mình vẫn còn ôm già 1 đó nha. À, chứ nãy giờ mà lên dính vô cái dạng già 2 là ôi giời ơi. Ôi giời ơi luôn á. Còn gì là con ngừ nữa bạn. Nó chưởng bạn thành con quỷ luôn á. Khiếp thiệt. Khiếp thật sự luôn. À, nói luôn là cái rìu xoay á, cái rìu xoay bây giờ nó lại không ngon nữa rồi. À, cái giáp xoay bây giờ nó hốt ngon nè nè, chụm lại nè. Chụm lại nè, trời ơi 12.000 đam. Chụm lại nè, chụm lại thì dính cái cam lặng, dính cái cam lặng không đẻ được rồi, dính thêm một cái giảm giáp nữa, giảm kháng phép nữa thì thôi. Kiếp này coi như bỏ luôn bạn ơi. À, có cái này được, cái này ngon nè, cái này ngon nè, bạn biết sao? Tại vì cái này nó sẽ có kết với lại có tinh thể của mình ở trong kia. Mẹ nó không lên được già 2 hơi tiếc nha. À, mình có cái cục này thôi 12.000 đa. Vãi lồn. Ghê thiệt. Ghê 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 ghê. Nhìn bài nát nát già 1 vậy chứ trưởng đâu vãi thái luôn á, đúng không? Bạn thấy không? Già 1 vậy chứ trưởng đâu vãi. Đúng kiểu là giờ mà đụng vô nó là nó chưởng cho chỉ có nước mà banh xác. Đúng kiểu là chưởng bây giờ đụng vô nó chưởng banh xác luôn á, không giỡn đâu nha. Quá dữ luôn. Ok. Cái này để coi. Ôi chết rồi quên lấy human rồi. Thôi kệ đi. Bỏ qua cũng được. Không cần lên 12 đâu. 11 cũng đủ rồi. 11 cũng đủ rồi. Trời ơi. Đó nè. Đó nè. Trời nhẫn sinh lực à. Nhẫn sinh lực là cái đồ vợ. Cái nhẫn hồi máu đúng không? Nhẫn... Trời ơi chết rồi. Như vậy thì thôi rồi bạn ơi. Lấy cái này vô thì nó có hút máu. Như vậy thì trời đất ơi quá đáng thiệt. Chết thiệt vậy thì đánh già kiểu gì bạn ơi. À, bạn đánh già con già của mình rồi xong luôn. Thôi. Thôi rồi lượm ơi. Chịu cái gì nổi. À lên cái này à. Cái này thì không ngon bằng biết sao mình đang chờ lên cái này nè. Mảnh vỡ nguyên thủy. Mảnh vỡ nguyên thủy này nó sẽ giúp cho team mình nó. Con già của mình nó không bị hiệu ứng tiêu cực. À, nó không bị câm lặng. Nó không bị rút máu. Nó không bị choáng hay là nó không bị cái gì đó. À, lên được cái đó thì tuyệt vời. Còn nếu mà tiến quá cái đó lên thành cái mảnh vỡ cái dây chuyền mà xịn á thì nó lại ghê nữa là sao? Dưới 40 máu là tao reset kill lại luôn, là cho mày chưởng tiếp được luôn. Đó. Nice. Nè già 2 nè, già 2 khác các bạn ơi. Già 2 này chưởng chỉ có chết thôi. Chỉ có chết thôi bạn ơi. Già 2 này chưởng chỉ có chết thôi, không có thở nổi. Ôi nhưng mà già chết. What the fuck. À, ok ok. Rồi. Tiến tới kiếm 4 hóa đá. Với lại hoặc là kiếm 9 phép. Lên level 11 cái nhẹ luôn cũng được. Giờ xả tiền lên level 11 cái 1 18 sách rồi nè. Lên level 11 dễ luôn này. Chỉ cần up 10 một cái thôi. 10 này là 33 37 41 41 vậy dư có 1 điểm mà không được, không được, dư có 1 điểm là không được. Phải thêm một trận nữa dư 2 điểm, mình sẽ dễ lên level 11 về 12 hơn. Kệ để như vậy già 6 phép vẫn chưởng ổn mà. Hồi nãy là thua đó gọi là một trục trặc nhỏ trong bể máy hệ thống. À, cái thằng ông cố đó nó cũng có human đi lên thượng đẳng mà. Nó hơn mình 2 level, thua đúng rồi. Thua đúng rồi nhưng mà già pha đó là già này già khác rồi nè. Tại sao già nãy là cái trượng nó chưa có đủ điểm, bây giờ là cái trượng đủ điểm. À già lại bị cái con đó nó dịch chuyển à, dịch chuyển qua anh kia chết luôn à. Xui dữ trời. Ok ok cũng có tính toán đấy, chắc là cũng nhắm vô mình rồi. Ok 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 không do mình thiếu tập trung thôi, pha đó thiếu tập trung thôi. Ok, vậy là mày ý định nè, bây giờ lên là dư 2 điểm nè, thấy chưa? Dư 2 điểm thì mình chỉ cần 11 sách để lên level 11 thôi. Đó, bây giờ 18 sách thì dư sức 11 nè, rồi nè, bây giờ là tao thượng đẳng rồi. Bây giờ là tao thượng đẳng đi 5 rồng. Đó, bây giờ thượng đẳng đi 5 rồng lên. Kiếm cái slot nào đó để vô nè. Đó. Ừ, 9 phép, bây giờ thiếu một con gì nhỉ? 5 rồng rồi thì thiếu con gì để lên 9 phép. Hình như là con God of Thunder hết à? Hay là sao? Cái con gì ta? Lem có, này có, đầy đủ hết rồi, vì chắc là God of Thunder để lên 9 phép thôi. 5 rồng thì già trưởng mày chịu gì nổi em ơi. Đó, 5 rồng già trưởng mày chịu gì nổi, cái thứ gì mà chịu nổi. Ủa nhưng mà sao Rạc Ranger khỏe thế? Sao Rạc đứng đó chịu phóng đâu thế nhờ? Đúng là con sao Rạc nó khác bạn ơi. Con sao Rạc nó khác, nó có đồ với lại nó có kháng phép cái hồi máu á. Mà nó máu nó càng thấp thì kháng phép nó càng cao, nhưng mà có God Thunder luôn rồi thôi. Giờ lấy Windranger ra để vô thành 9 phép mẹ luôn còn gì ta? Vậy thì dễ quá nha, sao tự nhiên dễ dữ vậy ta? Ôi, cũng căng đấy. Muốn bệnh luôn á. À, con Orkmed khỏi cần God of Thunder luôn, ra con Orkmed cũng được. À, đúng rồi, nhưng mà nó không có Orkmed, nó có God of Thunder, nhưng mà có rồng luôn. Già không thèm. Già không thèm. Orkmed là con 1 tiền mà nãy giờ mình không lấy, bây giờ thì kiếm hơi khó. Thôi kệ, không sao, để đi bán máy bay đi, mua con qua tờ vô đi 4 đá, 5 rồng, 9 phép. Trời ơi, già trưởng 32.000 đam. $32.000 đam. 32k. What the fuck? Mạnh dữ vậy? Oh, what the hell is it? Chuyện gì xảy ra vậy ta? Khủng khiếp. Đây là một sự khủng khiếp. Chưởng một phát 32.000 đam nha bạn. Mà tại bên kia đi cái đội hình gì mà nhiều máu dữ vậy? Chưởng một cái 32.000 đam bạn thấy không? What the hell? Giờ có thằng Kenai thắng mình chứ thằng Xuyên không thắng nổi. Thằng Kenai nó không thắng thôi chứ thằng Xuyên đâu có cửa. Xuyên không có cửa. Áo choàng trời ơi hay quá luôn, lên được cái này luôn à. Có áo choàng là tốt rồi. Trời đất ơi chết tiệt. Bây giờ nếu mà mình lên cái này á thì không, nhưng mà mình lên cái này á thì mình có thể lên được cái bạn ơi luôn. Tại vì mình chọn cái shelter Ember là mình lên được cái bạn ơi luôn mà. Ok, nếu mà lên được cái bạn ơi thì nó sẽ giảm cho mình một cái lượng sát thương cũng khá. 25%, ôi 15% vậy cái bạn ơi này không ngon nữa bạn ơi. Cái bạn ơi này còn có 15% sẽ giảm sát thương rồi. Hồi trước cái bạn ơi này là 30% nha. 30% nha bạn. Còn cái này bây giờ nó còn có 15 mà. Cái chén thánh hồi cái vĩnh hằng hồi đó, cái vĩnh hằng á thì nó là 25. Bây giờ không biết chắc còn được 15. Nè bây giờ thích thì có thể đổi luôn 9 phép luôn nè, không thích thì để như vậy trưởng cũng được đó, Windranger chẳng hạn. Nè, không cần 9 phép là già trưởng nè. Shit. Sao đạt 2 hả? Sao đạt 2 bạn ơi, mình đi 4 đá bạn chết đấy. Ui, nhưng mà không cần 4 đá luôn nữa. Gia trưởng chỉ chết thôi bạn. Ôi, kháng phép mày to cỡ nào. Kháng phép mày to cỡ nào. Và tao đây là tao bá đạo rồi nè. Đó, bây giờ 9 phép về sao chơi? 6 phép hồi nãy nó thắng còn không được. Bây giờ 9 phép thì làm sao nó thắng được bạn? Nó làm cái gì mà nó thắng được? Đó mới là vấn đề. Ok luôn. Ok luôn. Có Dusk Spirit luôn. Có trứng luôn. What the hell. Thôi xong rồi bạn ơi. Không có cửa cho tụi này rồi. Bài này đi 4. Mình chỉ cần lên level 12 là mình có 4 đá luôn rồi. Trời ơi. Ok. Quá ghê. Thốn. What the fuck. Oh shit. chưởng mà mình nổi da gà luôn các bạn. Oh my god, khủng khiếp quá, khủng khiếp quá. Khủng khiếp quá thì quá khủng khiếp rồi, không thể nào nói, không thể nào tưởng tượng hơn được. Bài cỡ này thôi bạn ơi, cỡ này hết rồi, cỡ này hết rồi chứ không còn cỡ nào khác nữa, cỡ này thôi là xong rồi đó. Làm gì còn cỡ nào nữa bạn, hết rồi. Chết tiệt, chết tiệt, rồng luôn, đúng rồi, đưa con này vô. Rồi bên kia mày tách đội hình ra cỡ nào nè, rồng 5 tiền thì focus vô con đam to nhất rồi đúng không? Đây là con rồng 3 tiền thì cũng thế luôn. Ê chà. God of Thunder 2 sao luôn, chết chà chua. Giật xét một cái hóa đá trơn, chưởng cái chết luôn. Ghê. Không. Con sao rạc bây giờ làm sao chịu nổi bạn nè. Đam cỡ này là rồng 5 tiền là rồng 3 tiền nữa, nó focus vô đánh không có chạy được luôn á. Nè chạy đi. Chạy đi. Ok anh em đang xem, để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình, nhớ comment bên dưới anh sẽ được thả tim. Tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người. Cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên kênh mình và những các bạn đã sử dụng nút cái link donate player đua và cái link cảm ơn trên YouTube nha. Cảm ơn mọi người. Let it go, make my body go, make our bodies high.